khó. Khó nó nào. À, lên được, lên được. Nó lên được rồi. Lên được rồi. Wow, nó tiếp tục chạy theo rồi mọi người ơi. Nó đã nhảy em được rồi. Wow, wow. Đi đâu nó cũng đi theo. Ai hốt đi mà. Đi đâu cũng đi theo để anh kiếm con gì cho ăn nha. Đó, chú rùa tai đỏ chúng ta. À, ăn rồi, ăn rồi. Cắn rồi mọi người ơi. À, rút rất là mạnh. À, đứt rồi, được miếng rồi, được miếng rồi. Wow, được miếng rất là to. Gần như là nguyên cái phần thân dưới của con cào cào. Cho nhau ăn rồi, cho nhau ăn rồi. Wow, chú rùa nhỏ kia đã rút được một ít về phần đuôi con cào cào rồi. À, tay đỏ rất cái chân. À, đẩy rất là mạnh, chân chưa đứt. Wow, đẩy gạt hết rùa baby ra ngoài rồi. Đó, chú rùa baby thì cũng khá là lì đó, dù bị tay đỏ lấy chân đẩy ra nhưng mà vẫn rất là sáp lại. Đó, cho nhau ăn rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất vui khi mọi người đã ghé thăm kênh của mình. Hôm nay thì giới thiệu với mọi người một cái đuôi của mình nhé. Đó, mọi người thấy không? Một chiếc đuôi rất là uy tín nhé. Chiếc đuôi này thì được chạy bằng ốc bươu vàng và cám gà nhé. Rất là quấn quýt với mình. Nó ra nó nhiều khi nó cứ thích nhảy lên chân lên tay nó đứng cơ, chứ nó không chịu đứng dưới đất nữa đâu. Ghê gớm lắm đó. Để mình xem nó có nhảy được cái bậc này không nhé mọi người nhé. Đó, cái bậc 25-30cm này, xem nó có lên được trên sân này với mình không. Đó, nó đang tìm đường lên đó. Đó, nó đang lũng cũng nó tìm đường để nó bò lên đó. Chắc là nó không nhảy lên được đâu. Đó, nó đang ba lên được, lên được. Nó lên được rồi. Lên được rồi. Wow, nó tiếp tục chạy theo rồi mọi người ơi. Nó đã nhảy được rồi. Wow, wow. Đi đâu nó cũng đi theo. Đi đâu cũng đi theo để anh kiếm con gì cho ăn nha. Để mình tìm ở vườn rau này xem có con bò bụng châu chấu nào không để thưởng cho em bên bịp của chúng ta mọi người nhé. À, đây rồi mọi người ơi, một con chấu chanh, mọi người nhìn thấy chưa? Đó, bây giờ mình bắt những con chấu chanh còn non. À, đây rồi. Ở đây để thưởng cho bên bịp nào. Đó, để mình đi ra đây nhé. Nó có chạy theo nữa không nhé? Wow, nó mải chơi ở kia rồi, nó không chạy lại rồi mọi người ơi. Đó, nó đang mải chơi, nó đứng nó hóng gì ở kia rồi. Mình đã đi ra đây mà nó không quay lại rồi. Ăn, thế rồi. Chạy ra cổng chơi rồi. Chạy đi chơi rồi. Để mình gọi nhé. Bíp bíp. Bíp bíp. Bíp bíp. Đôi khi là vẫn mải chơi đó. Píp píp. Píp píp. Đó, mình đứng lên cho nó nhìn thấy nhé. Píp píp. Píp píp. À, thấy rồi, nghe tiếng mình rồi. Píp píp. Có hai nhảy lên rồi, nhảy lên rồi. Píp píp. Píp píp. À, chạy lại rồi. Mải chơi hả? Píp píp. Píp píp. Píp píp. Bạt nha, mải chơi nha. Bạt tội mải chơi nha. À, quên là đây này, có mùi ngon thưởng này. Mải chơi à? Đó, thưởng nha. Lần sau không mải chơi, quên lối về như thế nha. Được chưa? Đó, ngon chưa?
một em đậu chanh tươi ngon. Chạy theo đó, chạy theo đó. Theo đó. Bây giờ thì sẽ cho ăn nhá. Làm hai viên cá mướt cho nó ấm bụng nhá. Hai miếng cám rồi. Bây giờ thì làm thêm món ốc biêu nữa nha. Đó, ốc biêu ngoài sống luôn mọi người ạ. Nốt miếng này nữa thì thôi, để anh còn cho rùa ăn nhá. Đó, làm nốt miếng này nữa thôi. Đó, rất là ngon. Wow, tiếp theo thì sẽ đến lượt cho rùa của chúng ta ăn mọi người nhé. Đó, châu chấu vào bụng thì vẫn ở trong hộp này, không được nhiều lắm nhưng mà cũng được. Đó, rùa thì mình thấy là không biết là cái cám nó, khi mà nó ăn cám thì nó cám nó bị vỡ ra nó thành cái này hay là rùa nó ẻ, mà mình thấy khi mà nuôi thì nước cũng khá là bẩn đó. Nếu mà bạn nào sợ bẩn thì có lẽ là nước phải thay hàng ngày luôn đó. Ta sẽ cho các chú rùa ăn một con cao cao non này xem nhé, xem là rùa nó có bạo dạn khi mà mình gắp như này, không biết là nó có dám ăn không. Ta cùng chờ xem nhé. Đây là lần đầu tiên mình cho rùa ăn mồi tươi đó. Từ hôm về nhà đến nay thì chú rùa tai đỏ đã thú sự chú của chú rùa tai đỏ rồi. Bịp bịp thì vẫn chưa no, vẫn chạy theo bám theo chân này. Đây đó. Ăn rồi, ăn rồi, có lẽ là đói ăn rồi đó. Lần đầu tiên mình cho ăn mồi tươi đó mọi người. Mình đang nói dở, từ hôm về nhà mới đến nay, về nhà mình đến nay thì toàn ăn cám rồi, bởi vì mình cũng còn công việc mà đi làm cả ngày nên là khá là bận, thì chỉ có anh chủ thả cám mà cho các chú rùa ăn được thôi. Hôm nay mới có thời gian rảnh cho bị bì chơi rồi thì đi bắt châu chấu bạo bụng về để cho rùa cải thiện. Đó, mấy chú rùa nhỏ thì hình như là vẫn chưa nhìn thấy mồi tươi nên là chưa có ra tham chiến. Chú này thì có vẻ là đang hóng hớt, đang ở cái góc ở bên này hóng hớt. Đâu đó, rất là mạnh luôn mọi người. Không biết là có đứt được không. Vẫn nguyên mọi người, chưa có đứt được ra. Mất trật tự quá Bíp ơi. Đó, chú rùa tai đỏ chúng ta. Ăn rồi, cắn rồi mọi người. Đứt rất là mạnh. Đứt rồi, được miếng rồi. Được miếng rất là to, gần như là nguyên cái phần thân dưới của con cào cào. Rằng rất y như là dùng hai cái chân trước để mà giữ, rồi là cái mồm giật con mồi. Hai chân trước dùng để đẩy. Rất là mạnh, chưa đứt, cố lên. Đó mọi người thấy không? Thôi để ra xem cái chú rùa nhỏ chúng ta thì sao, liệu có dám ăn mồi tươi cầm như thế này, có dám ăn không. Chưa thấy phản ứng gì. Chú rùa tai đỏ thì có vẻ là vẫn đang đói, vẫn đang rất là hóng hớt. Tiếp tục. Đứt rồi. Chỉ còn một cái phần đầu cào cào nữa thôi.
chú rùa con này thì sau một hồi hóng hớt thì có vẻ là đã phát hiện ra là mồi tươi nên là cũng bắt đầu ra tham chiến rồi. Đó, bắt đầu là tham chiến rồi. Hoặc còn ít nữa thì có lẽ mình sẽ cho chúng ta tự sực. Wow, bé. Bé ăn miếng bé nhanh. Wow, tranh nhau rồi, tranh nhau rồi. Hai chú ở góc này thì có vẻ là hơi nhút nhát, chưa dám ra. Hay là do tiếng bìm bìm kêu mà khiến các chúng ta sợ. Đó. Đây còn một con cào cào non nữa mọi người. Chắc là mình sẽ cho đồ ăn nốt một con cào cào non này. Còn mấy con châu chấu bà bụng này thì sẽ bớt lại đến buổi khác, đến bữa khác. Rồi, tiếp tục con cào cào thứ hai nhé. Lần này thì mình sẽ hướng đến những chú rùa nhỏ chúng ta. Chú rùa tai đỏ thì nếu mà ăn nốt cái đầu thì gần như là nguyên cả con cào cào rồi. Nên là con mới này thì sẽ dành cho các chú rùa baby, rùa cổ sọc của chúng ta. Đó, ra rồi đó, đó. À, chết rồi. Chết rồi, tai đỏ lại ra cướp mồi rồi. Tai đỏ vẫn hóng ăn lắm. Đó, tiếp tục rồi. À, hai chú đã tham chiến rồi. À, cắn vào nhau rồi. Wow. Xây nhau ăn rồi, xây nhau ăn rồi. Đó, wow, chú rùa nhỏ kia đã rút được một ít về phần đuôi con cào cào rồi. À, tay đỏ rút cái chân, wow, đẩy rất là mạnh, chân chưa đứt. Wow, đẩy gạt hết rùa baby ra ngoài rồi. Đó, chú rùa baby thì cũng khá là lì đó, dù bị tay đỏ cái chân đẩy ra nhưng mà vẫn rất là sáp lại. Chơi nhau ăn rồi. Đứt rồi, đứt mất phần đuôi cào cào rồi. Đứt mất phần đuôi cào cào rồi. Đi ơi, em ăn rồi mà, để dù ăn với chứ. Đó. Nhảy luôn lên bể của rùa rồi mọi người ơi. Đó, đó. Cái rùa này đang ăn cái phần đầu của cào cào này mọi người ơi. Phần đầu cào cào thì khá là cứng, không biết là rùa baby thì có rứt nổi không. Chỉ có cái phần thân dưới thôi thì nó còn mềm và dễ xé thôi. Xé rồi, xé nhau rồi. Không tranh nữa, đang tay đỏ rồi. Anh tay đỏ phải hơn, tranh hết môi rồi. Wow, anh tay đỏ tiếp tục. Các chú rùa thì chúng ta tự ăn nhé. Có lẽ là phải thêm một vài viên cám nữa dành cho những chú rùa mà không thể tranh được với rùa tai đỏ thì ăn cám, không mà lại sẽ bị đói. Đó, mình sẽ cho một vài viên cám vào góc này. Đó, cám rùa mọi người nhé. Đó, bổ sung đồ tươi nhưng mà vẫn phải cần cám dành cho những chú rùa không tranh ăn đồ tươi được. Đó. Wow. Bìm bịp. Bìm bịp ở đây, đừng có bắt rùa của anh nhá. Đó, mày lại bắt rùa baby của anh thì toang. Đó. Rồi mình sẽ đưa bìm bịp về chuồng. Không mà nó cứ lẽo đẽo nó chạy theo mình. Và cũng để cho các chú rùa yên tĩnh để mà ăn mọi người nhé. Rồi, xin chào mọi người ở những video tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào.